thị trường rút chân về cuối phiên trong một ngày rất là đẹp ngày 11 tháng 11 thì ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều sàn thương mại điện tử người ta cũng sale mã giảm giá không? thì hy vọng ngày hôm nay cũng là ngày mà nhiều cổ phiếu giảm giá để cho mọi người mua để những cái thời gian tới thì các bạn đem lại biên lợi nhuận thì hôm nay có cổ phiếu như CMG chẳng hạn với tăng trần thì mã này tôi có chia sẻ với mọi người video cuối tuần ấy, cho mọi người điểm mua thì hôm nay có có một bạn chia sẻ với tôi một một cái chuyện cũng tương đối hi hữu thì bạn mua ATO thì bạn định giá uh, CMG thì các bạn mua được khoảng uh, vài chục nghìn chẳng hạn đấy kiểu như vậy nhưng mà không khớp mọi người đấy thì ví dụ như là CMG lúc đó thì các bạn tính thì uh, chỉ mua được khoảng tầm khi mà CMG mở ATO tăng khoảng 0,5% đổ lại nhưng mà bạn đặt đấy, thì ATO thì Ừ, vẫn đặt được vẫn đạt được nhưng mà không khớp đấy, một chuyện tương đối hi hữu thì hôm nay bạn có chia sẻ câu chuyện như vậy nghĩa là lúc mà bạn đặt ATO ấy, thì cái giá của nó khoảng tăng đang 0,5% hay một1% <laughs> và đúng cái lượng tiền của bạn có thể đặt nhưng mà khi mà kết thúc ATO thì bạn không khớp đấy, đấy một điều rất là lạ đấy, tôi lần đầu tôi gặp cái trường hợp kiểu như thế này đấy, thường là khi mà đặt ATO là sẽ khớp nhưng mà lần đầu là không 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 thấy khớp thì không biết có, có có đúng không hôm nào phải đặt thử cái một quả kiểu như vậy tôi chưa trải nghiệm cái, cái cái kiểu mà đặt ATO mà không khớp cả thường người ta sẽ tính giá trần ngay trước thì tính giá trần và giá sàn đúng không khi mà bán hoặc mua nhưng mà sao lại bây giờ lại lại kiểu như vậy người tôi lâu rồi tôi cũng không 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 đặt đến mức mà mua hết tiền khi mà mua ATC hay là bán bán thì tất nhiên là khả năng sẽ khớp rồi còn mua mua thì bạn phải đủ tiền thì bạn mới mua được đúng không còn bán thì tất nhiên sẽ khớp rồi bán thì kiểu gì chẳng khớp còn mua thì các bạn phải đủ tiền các bạn mới mua được đúng không đấy, thì hôm nay là một trường hợp khá hí hữu bạn bảo xem video hồi cuối tuần mà phân tích cmg đẹp quá thì mua luôn ato Nên thì mua xong thì không khớp đấy thì cũng rất là đáng tiếc thì hôm nay thì những cái cổ phiếu như dòng công nghệ vẫn tăng rất tốt ví dụ vgi đầu phiên tăng rất tốt đúng không? nhưng mà sỉ sợ là hôm nay nếu mà các bạn đủ đỉnh thì không biết hàng về có ăn không lúc cuối phiên thì đạp rất là rát viettel bot thì giảm đỏ đúng không ctr cũng giảm đỏ hôm nay dòng công nghệ thì có mũi cmg thì tôi thấy là nó đi ngược so với dòng vgi thì khả năng bên sàn upcom mà thì ngày mai thì giá nó cũng tương đối cao <laughs> hôm nay có dòng cảng biển tăng tốt vos này hah vip vto đúng không? Và các bạn thấy thị trường bây giờ là đang có xu hướng đó là chạy những cổ phiếu tăng mạnh vào tháng 7 à, vừa rồi. Đấy, ví dụ như kiểu lòng dòng công nghệ này. Đấy, thì có khả năng mọi người nhé. Có khả năng là là ngày mai có khi, có khi đến dòng điện ấy mọi người. Đấy, và các bạn thấy những cái cổ phiếu mà tăng mạnh nhất giai đoạn tháng 7 thì bây giờ đang có nhịp hồi phục thứ hai đầu tiên là công nghệ này thứ hai là dệt may này, đấy, thủy sản này đấy, những cái cổ phiếu tăng mạnh mẽ tháng 7 thì thì bây giờ đang trở lại đường đua anh gọi là cái sóng hai nữa mà sóng hai thường nếu một cổ phiếu mạnh thì từ thường sóng hai thì sẽ tăng sẽ mạnh hơn sóng một nhưng mà tôi thấy nhiều cổ phiếu dòng công nghệ hay là cảng biển nó chiết khấu quá sâu ví dụ như vos bây giờ bảo vệ đỉnh cũ về ra được hơi khó rất là khó trong trung hạn đúng không hah thì cũng có tiềm năng về được nhưng mà ví dụ những cái cổ phiếu như vos thì về với vos hay cmg mà về được cái vùng đỉnh cũ là cũng hơi khoai đấy, chứ không phải đơn giản nhá đối với thị trường thế giới thị trường thế giới thì vẫn đang rất là tích cực Dow Jones đánh trên 44.000 nhìn thị trường Mỹ thích thật người ta vĩ mô các thứ mà tốt là thị trường sẽ phản ứng đúng như vậy còn thị trường mình thì nhiều khi cũng không thể hiểu nổi không? không hiểu nổi Hi hy vọng hôm nay sẽ là một ngày mà 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 gọi là sale à, những cái cổ phiếu định giá rẻ về hết điểm mua rồi tôi thấy về hết điểm mua chiết à, khấu sâu về gần về vùng à, nền tích lũy rồi thì hy vọng hôm nay sẽ một cái sale mà các bạn mua trong ngày hôm nay thì hàng về các bạn sẽ win đấy, đấy Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 tăng rất là tốt ờ, Thị trường châu Âu cũng tăng rất tốt Nó tăng hơn 1% Thị trường châu Á thì cũng Những cái phiên trước thì sang hai Hang Seng tăng rất mạnh Thì hôm nay thì có trả điểm một phần Hang Seng giảm 1,45% Kospi giảm 1,15% Nikkei vẫn xanh điểm Hạt sang hai vẫn xanh 0,51% Cái điều tiêu cực của dạng này đó, rất là đáng tiếc đó là khối ngoại bán dòng rất mạnh 957 tỷ bán dòng rất là mạnh cho phiên ngày hôm nay hai phiên liên tiếp hồi phiên trước thì tuần trước thì ông bán hơn nghìn tỷ phiên này đấy, bán tiếp tục 957 tỷ tôi không hiểu là người ta cơ cấu hay gì người ta bán khủng khiếp như vậy tự doanh thì vẫn tiếp tục mua dòng mọi người nhé nhưng mà không đáng kể hơn 66 tỷ thôi Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao và mọi người nhớ like nhé, like cho vui. Đấy, về mặt viên thì hôm nay cũng phiên rút chân, đấy, rất là đẹp, không? rất là đẹp. Để xem 1241, đấy, vẫn chưa thủng 1239, này cái, cái vùng này trung hạn này, chưa, chưa thủng 1239, cũng là một điều tích cực rồi, không thủng 1239 cũng là tích cực rồi. Khối lượng lớn nhé, nghĩa là có dòng tiền bắt đáy hôm nay rất mạnh, đấy, dòng tiền hôm nay bắt, bắt đáy rất là mạnh nghe là những cái cổ phiếu mà đã về vùng định giá thấp ấy, và vùng nền tích lũy cứng của nó thì nhà đầu tư có xu hướng tham gia người ta bắt bắt dần thôi hoặc là những cái cổ phiếu như video cuối tuần tôi có chia sẻ với mọi người như masa này chẳng hạn đấy nó về vùng gọi là <laughs> vùng hỗ trợ rất là cứng và vùng đáy trung hạn nó thì thường hay có xu hướng nó sẽ hồi phục này cái vùng này đấy về đúng vùng này nó rút chân thì hiện giờ mới có đáy một thôi mọi người nhé hiện giờ mới có đáy một thôi Uh, ví dụ nhé các bạn muốn thích ma các bạn đánh theo đúng bài như này bao giờ vượt qua cái vùng mà 7440 các bạn đợi cho nó vượt vùng 7440 xong rồi tạo cái đáy hai thì các bạn mua cũng được lúc đó nó phá được cái xu hướng đỉnh sáu thời trước còn bây giờ mình mua thật ra nó cũng đang mang, mang tính chất tương đối giò đáy có một cái nến rất đẹp rồi nhá cái nến thì rất là đẹp rồi về vùng hỗ trợ có cái nến rất là đẹp rồi thì các bạn có thể đợi cho nó khi mà nó phá cái xu hướng đỉnh sau xuất đỉnh trước thì các bạn vào bây giờ mới có đáy một thôi mọi người nhé mà cd mới có đáy một thì tạo đáy một đáy hai nâng Đấy thì sẽ rất là ok à, và nhịp form này thì các bạn có thể liên tưởng được đến mẫu hình có thể vai đầu vai ngược nhé. tạo đáy vùng này sẽ tạo vai đầu vai ngược Đấy, đây ví dụ vai phải này vai trái này đẹp nhất là phải vượt qua vùng một bảy xong nó test lại Đấy, thì rất là dễ sẽ vào nhịp tăng của masan Đấy, gờ, à, hôm qua hôm cuối tuần bảo mọi người nếu mà muốn mua dòng công nghệ một là canh viettel bot à, giảm đến về vùng mua hai là mua cmg đấy các bạn xem video chủ nhật các bạn xem tôi bảo mọi người ví form này thì bởi vì là cmg là dòng tiền hai phiên vào liên tiếp ctr thì tôi không khuyến nghị mọi người nhé ctr thì nó form khác form mẫu hình viral ghê không dám mua ctr bảo mọi người là nếu mà mua chỉ mua cmg Đấy, bởi vì là mẫu hình của nó Bollinger bo lại vứt um, 20 rồi dòng tiền vào hai phiên thì mua ít nhiều là còn tỷ lệ win cao chứ bây giờ ông vào ctr các bạn nhìn ctr tôi có bảo tại sao không mua ctr bởi vì nó nó vào cái mẫu hình viral vai vai này đầu vai này mà không vượt được mọi người tôi bảo mọi người nếu mà tích lũy biên này mà cứ tích lũy trên thì khoảng tầm ba bốn phiên nữa thì nó vẫn giữ được trên cái vùng mà một nghìn À, 130 thì còn cân nhắc chứ còn nếu mà Không phá được cái mô hình viral vai thì tôi mua làm cái gì, đó cho nên là ưu tiên thì sẽ mua C, uh, CMG hơn là CTR Ông này dính mẫu hình viral vai là sợ lắm Và Các bạn cứ gặp những mẫu hình nào mẫu hình viral vai là các bạn cứ lé ra, cho nó xử lý cản thành công đó. Đấy, Ví dụ như tôi có chia sẻ mọi người lên vùng một, hẳn 1136 đi, đứng ở trên đó Vài phiên phá mô hình vai đầu vai thì rồi các bạn vào các bạn mua đấy đúng hôm nay thì đấy, sáng xanh chiều lại giảm 1,37 phần trăm hay là việc theo bot nhá theo bot thì bảo mọi người về vùng vùng điểm mua mua fomo dễ là rất là dễ sẽ đu đỉnh về vùng này thì mua được vì form con này thì rất là dễ sẽ tạo mô hình uh, đỉnh sau đỉnh cao hơn đỉnh trước và mô hình hai đỉnh ít nhất về vùng này sẽ ăn được cái đỉnh hai đấy chứ còn nếu mà bây giờ mua fomo thì các bạn có thể bị lỗ ngắn hạn nhé. Lưu ý là cổ phiếu cơ bản khi mà vượt qua vùng đỉnh lịch sử thì thường hay có xu hướng là test lại cái vùng 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 đỉnh trước của đó, của nó đã đã vượt qua thì vùng đỉnh đó trước là vùng kháng cự thì sau là thành vùng hỗ trợ mọi người nhé. Lưu ý. À, cho nên là hôm cuối cuối tuần tôi có chia sẻ mọi người là nếu mà mua thì canh vùng này mua ViettelBot này. Còn nếu mua luôn thì mua cmg Đúng không mua luôn thì mua CMG hay là những cái cổ phiếu như IAG chẳng hạn tôi bảo người mẫu hình này dễ mẫu hình siêu cổ lắm mọi người dễ dễ mẫu hình siêu cổ lắm. từ những cái thời điểm này, này, này bứt lên này này, dòng tiền vào rất là tốt bởi vì tôi tại sao mẫu hình siêu cổ Tôi gặp cái mẫu hình này tương đối nhiều bởi vì nha các bạn nhìn cái chat tháng của nó này, khối lượng rất dày mọi người nhá khối lượng rất dày cho thấy có khả năng là tạo lập vào đội lái của Gom rất là nhiều hàng ở cái vùng này mà các bạn đây là chat tháng mọi người nhé đây là chat tháng là chat trung hạn hôm nay hơi mệt chút đây là chat tháng chat trung trung hạn Đấy, các bạn thấy những cái tháng trước này khối lượng rất thấp nó có những cái tháng nó chỉ vài trăm nghìn đúng không khi mà về xuống vùng định giá thấp và có những cái tín hiệu về mặt phân tích cơ bản tích cực cái điều này thì tôi có phân tích mọi người rồi đúng không phân tích từ tuần trước rồi đó là các bạn mà nếu mà thích thì thì các bạn tham gia các bạn mua để ăn một cái có khả năng là tạo siêu cổ bởi vì khối lượng rất là lớn ở cái vùng vùng tích lũy mà Bollinger bo lại đấy Bollinger bo lại và các bạn nhìn tích lũy tháng này rất là lâu mọi người nhá cái chuyện form như này mà mà, mà ngày trước của khi mà thị trường uptrend mà lên vùng 2 x là chuyện bình thường bây giờ 11 đúng không lên 2 x là chuyện bình thường luôn form này rất là nhiều trường hợp tôi gặp rồi đấy, đầu tư các bạn mà đầu tư lâu các bạn sẽ form này nhiều trường hợp cao lắm nó tích lũy rất là nhiều tháng mọi người nhé rất tích lũy rất là nhiều tháng ví dụ tôi Tôi chia sẻ với mọi người một cái cổ phiếu như kiểu LBC đi. Đây, đây một trong những cổ phiếu như mà, mà mà mẫu hình siêu cổ. Đây LBC thì cái giai đoạn mà năm 2021 thì tôi cũng ăn được con này. Các bạn trong nhóm nếu bạn ở đủ, ở đủ lâu thì các bạn sẽ biết là, là là LBC có một giai đoạn mà ăn con này rất là ngon đúng không? Tích lũy hàng bao nhiêu năm trời luôn đó. nó tích lũy từ 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 2014 đây gọi là coi như là 2014 ý. tích lũy bao nhiêu năm trời. Và đến khi mà các bạn lưu ý là dòng tiền bắt đầu cải thiện mọi người nhé Dòng tiền bắt đầu cải thiện dần này Thì nó vào luôn uptrend Và trở thành siêu cổ từ lên từ 4 và đánh một phát lên tận 27 là các bạn biết là, là nhân bao nhiêu phần trăm Vì cái form này mẫu hình dễ mẫu hình siêu cổ lắm IAG thì khác gì đâu mọi người nhá. IAG khác gì đâu Bao nhiêu năm trời rồi từ Nếu mà tính bây giờ tích biên rồi Từ 2020 đến tận bây giờ Đúng không? Nếu chuyện nó đánh lên hại Cái chuyện rất bình thường Chia sẻ thật và cái những cái mẫu phong mẫu đấy là mẫu gom hàng còn à, những cái điều kiện mà tôi thấy cảm giác là tương đối đủ rồi ví dụ như kiểu là nó đã hoàn thành cái mẫu hình cốc tay cầm đó. nghĩa là trong ngắn hạn đó, các bạn nhìn trong ngắn hạn thì thì nó có thể là các bạn sẽ bị lỗ ngắn hạn thôi nhưng mà nhìn về form thì hoàn toàn có thể là trở thành một siêu cổ trong năm nay ấy. nghĩa là nó đánh lên tầm 2 x ở chuyện bình thường cuối năm nay đầu đầu năm sau đánh lên tầm 2 x ở chuyện bình thường ấy. có khả năng đấy, mọi người nhé lưu ý Đấy, hoàn thành mẫu hình cốc tay cầm này nghĩa là bây giờ lên gặp cùng kháng cự thì nó mất thời gian nó xử lý cản thôi đúng mất thời gian xử lý cản thôi thì bây giờ các bạn đợi nhá nếu mà nó đánh đúng cái kịch bản mẫu hình cốc tay cầm nó về vùng này này Đấy, nó sẽ về vùng này xong tạo đúng cái miệng cốc tay cầm à cái cái quai bây giờ tạo miệng thành công rồi thì nó tạo một cái quai nữa là bắt đầu bứt lên thì rất là dễ sẽ vào sóng sóng lớn của con dg nghĩa là nó sẽ có phải một những cái pha vài pha gom hàng nữa rồi bắt đầu mới đi lên tiếp có bạn nào cầm thật ra cầm trong vấn đề trung hạn thì các bạn cầm thôi đó đấy, có khả năng trở thành siêu cổ trong 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 thời gian tới đấy nhìn tuần này tuần này MACD phân kỳ dương hết rồi nó tuần MACD phân kỳ dương hết rồi nó hoàn thành cái xử lý cản xong là bước vào sóng của nó thôi nha các bạn lưu ý này chat tuần còn vượt qua cả MA 200 chat ngày cũng vượt qua MA 200 hết đấy. chat tháng thì các bạn nhìn quả Bollinger bo lại như này thì khối lượng rất là lớn ở cái vùng 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 tích lũy đấy. À, còn đây là đây gọi là về mặt kỹ thuật còn về mặt cơ bản mọi người nhé về mặt cơ bản thì nó đang kinh doanh làm ăn khá là tốt khi mà ăn được hai cái show truyền hình mà à, anh trai c 2 và anh trai cơ mà, vượt ngàn trung gai ấy, từ cả về cái mảng truyền hình từ cái, về cái mảng mà bán vé á, à, cơ, um, ở ngoài đúng không có connect các thứ ở ngoài là, là, là bán rất là um, chạy và được um, khán giả ủng hộ nhiệt tình đúng không ở trong thành phố hồ chí minh lẫn hà nội sắp tới là tổ chức ở sân vận động mỹ đình ấy đấy gọi về mặt cơ bản mọi người nhá về mặt cơ bản à, còn kỹ thuật về cơ bản đều đang đẹp rất là đẹp có khả năng là trở thành siêu cổ tôi đã phân tích với mọi người form này cũng dễ thành siêu cổ từ khi mà nó đang tích lũy biên như này đúng không mẫu hình dâng lên tôi thấy tích lũy tháng rất là lâu và cái khối lượng của nó lớn như này Thật ra các bạn chả việc gì phải vội đâu đúng không? Chả việc gì phải vội đâu. Với cái form này thì tôi nghĩ chưa đến mức nó chạy ầm 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 luôn cái trần 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 đâu. Mà tôi nghĩ là nó sẽ phải mất thời gian nó tạo mô hình cái, cái cái cái, cái, quai cốc của nó đó. đấy. Nó cứ quanh quanh vùng 12 11 thôi trong một thời gian khoảng mất tôi nghĩ là mất khoảng tầm 1 2 tuần. Thứ nhất là bây giờ để mà chạy luôn thì không biết là không biết tạo lập đội lái họ gom đủ hàng chưa, sẽ có thể điên lên chạy luôn. Nhưng mà tôi thấy khi mà muốn tạo siêu cổ thì thường là nách nó phải đẹp đấy Thị trường chung nó phải đẹp thì nó hay xảy ra siêu cổ hơn Còn thị trường, trường chung mà cứ lom ra lom do này cả thị trường cắm mỏ Ông đi ngược cũng hơi khó đúng không Cho nên là tôi nghĩ là cũng chưa đến mức mà chạy luôn đâu Cho nên Và cái form này thường là sẽ có một cái quai nữa để test lại tạo một cái quai gọi là mẫu hình cốc tay cầm ấy mọi người đây tạo một cái miệng này xong rồi tạo một cái quai nữa đấy thì cái quai đó thì tôi nghĩ là sẽ về test lại quanh quanh vùng 10 15 năm 10 60 đấy quanh cái vùng đó xong bắt đầu sẽ bứt lên còn nếu mà trường hợp mà quay mà thủng mất cái vùng mà 10 nhá thì chưa chắc đã đã chạy vào cái nhịp sắp tới đâu quay nếu mà quay quay cốc của nó thì chỉ, thì tạo quanh vùng 10 55 10 60 thì khả năng là, 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 là có thể là tạo một siêu cổ sắp tới và thị trường chung nó phải tốt tốt một chút thì thường trường chung đi ngang hay là tích cực một chút thì thì khả năng dễ tạo siêu cổ hơn form thì rất là giống form siêu cổ rồi đấy. <laughs> đấy, rất là nhiều trường hợp này đây ví dụ như LVC tôi chưa xem nữa. cái giai đoạn đó là tại sao là, là dễ siêu cổ bởi vì là các bạn thấy dòng than tích lũy trong bao nhiêu năm trời tự dưng đùng dòng tiền nó vào gọi là tạo mô hình siêu cổ đấy nó chạy cho mấy tháng trời tăng kinh dòng than tăng rất kinh. Đấy, Bollinger bò này. Có một cái phiên này ngày mùng 1 tháng 12 hai năm 2020 bắt đầu là bứt một cái nền tích lũy rất là dài. Thật ra phiên cái, cái tháng đó thì cũng chưa rõ. Phải nếu mà bắt đầu vào vào cái vào, vào cái gọi là mẫu hình siêu cổ đó là phải bắt đầu từ tháng tháng 6 năm 2021. Tại sao như vậy? Thứ hết là dòng tiền này. Thứ hai là bứt tất cả các cái nền của rất là lâu rồi. Bứt nền tất cả rất là lâu rồi. Đấy, con lvc này thì tôi nhớ giai đoạn đó là tôi ăn hai vòng thôi, đấy, một vòng là đầu tháng 6 xong một vòng là test lại, test lại đây. xác định là sẽ vào một cái nhịp tăng mạnh của cổ phiếu rồi thì mình mua thôi. Đấy, cho lưu ý nhé, đấy là những cái mẫu hình mà tôi có, có chia sẻ. Thật ra trong những cái bài học tôi cũng có chia sẻ với mọi người những mẫu hình siêu cổ cũng hay gặp. còn lvc đầu đầu tư làm gì, nó chỉ chạy một giai đoạn thôi. ok, đấy là 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 đầu video thì có chia sẻ với mọi người thêm về những cái yếu tố đó là 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 mẫu hình siêu cổ vào những cái cổ phiếu tiềm năng à, <laughs> phân tích luôn dòng công nghệ nhá Đấy, LC đi LC thì bình thường đang xử lý cả cũng không tăng quá mạnh đâu gặp vùng kháng cự này tương đối mạnh VNX thì tôi đánh giá là rút chân và hy vọng sẽ là một ngày hôm nay là một ngày sale uh, của thị trường này. ngày mai tăng điểm luôn thì có khả năng là ngày, ngày sale công nghệ FBT này thì cũng mạnh tăng khá là tốt đây cổ phiếu gọi là đầu tư kiểu theo kiểu gọi là bền bỉ nó như kiểu cái xe tăng đứng à, nó nó như một cái xe đường trường nó đi rất là dài phải các bạn đầu tư về theo rất là dài còn ăn nóng thì khoai đấy các bạn mà ăn nóng mà biên là 10-15% phần trăm nó cũng khoai bạn nào đi đường trường thì đầu tư được Ok, đấy là VGI này VGI thì hôm nay thì có một cái cây nến uh, bia mộ Đấy, cái nến bia mộ này thì ngày mai thì Đóng, đóng, đóng giá nó sẽ cao hơn Đúng Ngày gặp vùng kháng cự rồi Đây, gặp vùng kháng cự rồi điều chuyện, điều chỉnh lại chuyện rất bình thường Như form này mới một đỉnh mọi người nhé Nếu mà test lại quanh cái vùng mà 74 nó mới mua được Ví dụ VGI mà test lại quanh vùng này là mua được để ăn một cái đỉnh hai ít nhất phải có một cái đỉnh đỉnh nữa. Vì form này mới form một đỉnh thôi mọi người. Form này mới form một đỉnh thôi mới CD mới một đỉnh. Thì có test lại thì nó sẽ có đỉnh nữa nhé mọi người nhé. VGI. <laughs> ok sang cổ phiếu điện đi thử xem nào. Đấy bầu này. Đấy bây giờ là có đầu video tôi có chia sẻ với mọi người là tiềm năng là những cái cổ phiếu mà chạy tháng 7 là đang bắt đầu ở sóng 2 thì các bạn xem là ví dụ như con bâu này thì sáng tháng 7 cái năm 2024 chạy rất tốt đúng không? Chạy một biên của tầm phần uh, 50% đúng oh, không? Gần 50%. Đấy, tăng từ vùng 10 lên tận đỉnh là 15 90. Thì thì khả năng là có khi là bâu là cũng dục dịch là có thể là thời gian tới chạy đấy. Bởi vì là form này MACD mới, mới một một đáy rồi nhá, nó tăng lên rất là sẽ tạo đáy hai và dòng tiền khả năng nó sẽ vào cái về vùng điểm mua thì tất nhiên về vùng rồi về điểm mua rồi đấy bầu là về điểm mua rồi mọi người nhé đây nó về đây là vùng đúng điểm mua luôn này nghĩa là từ giá vốn của tổ chức nó đánh lên vào ngày 27 tháng 5 năm 2024 nghĩa là giá vốn tổ chức nó đánh lên từ ngày ngày đó thì nó về đúng cái vùng đó thế chuyện bật hồi chuyện rất bình thường thôi thì tại vì cái form này thì nó cũng kiểu là tích rất chặt và nhiều nhà đầu tư kẹt hàng cho nên là tôi nghĩ là nếu mà có tăng thì lên vùng tiềm năng vùng 13 đấy, bầu nhé để tạo đẩy một đáy hai khả năng là cao là thời gian tới sẽ tăng đấy thì bây giờ đang là trên của những cái cổ phiếu tăng mạnh tháng 7 các bạn nhìn VOS này ừ, VOS này tháng 7 này, dòng cảng biển tăng rất là mạnh đi thì thì bắt đầu cảng biển này dệt may các thứ tăng hết cả đấy, đây gọi là sóng 2 của dòng dòng dòng, dòng gọi là sóng hai, sóng 2 thì tôi có chia sẻ với mọi người những cái cổ phiếu như cổ VOS này chẳng hạn thì thì về những cái vùng này là vùng rất là tiềm năng mua nhưng mà trả về được nó không về nó tạo đáy kiểu rất lưng chừng mọi người thấy cũng hơi khá buồn cười tôi cũng theo dõi con này nhưng mà tôi thấy nó chưa về vùng này chưa về vùng hỗ trợ đủ đủ tốt mà nó bật rồi ví dụ ông bâu thì ông về về rồi ông bâu về để mua rồi đấy. ông bao có bạn gọi là bao có bạn gọi là bâu thì thì về điểm mua rồi đấy. nhưng mà ông VOS là rất lưng chừng nhá đáng test đáng chỉ nếu mà theo gọi là đường mà 200 thì về mà 300 là tạo đáy luôn nhưng mà ông này lại ông lại về kiểu rất là lưng chừng chả có vùng này chả vùng hỗ trợ gì. Đấy ví dụ như vay ngày 10 à, điểm là 13 30 thì thì tôi thấy không phải là vùng hỗ trợ phù hợp nữa. Hay vùng này gọi là gọi là, gọi là, gọi là đỉnh 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 trung hạ nó có chấp nhận được. Nhưng mà đánh kiểu này cũng hơi khó bắt không? Đánh kiểu này cũng hơi khó bắt kể ra về cái vùng mà vùng 12 60 các thứ thì thì về dễ bắt. Đấy VOS này, sóng 2 tôi bảo mọi người kiểu gì con này trong năm nay cũng có sóng 2 hay là HVR chẳng hạn bảo mọi người kiểu gì có sóng nữa nhưng mà thật sự là cũng hơi tiếc đấy. thật sự có điều nó hơi tiếc là khi không khuyến nghị mọi người bắt cái sóng 2 của nó. Hai viên tăng rất tốt Tăng rất là tốt. Tiềm năng lớp cáp mà tôi bảo người lớp cáp vùng 2615 Gần lên rồi. Đấy, hai sáu bắt đầu là không lên nữa ừ. lấp gáp là gáp gọi là các bạn lưu ý về mặt phân tích kỹ thuật đó là gáp dưới là hỗ trợ và gáp trên là kháng cự mọi người nhé gáp trên này lấp cái đúng cái gáp này nữa là hết hết gáp rồi hết gáp hai ừ. sáu thì khả năng là lên vùng này thì không không lấp được thì có thể là một vài phiên tới cũng phải điều chỉnh chút nhé hai 2 n khả năng sẽ phải điều chỉnh chút cái thế mây này cũng không phải là thế mây tăng quá mạnh thế mây không thấy mây tăng quá mạnh, để tăng là sóng một sóng hai rồi điều chỉnh là chuyện bình thường thôi, HVN, OK các bạn lưu ý nha bầu khả năng là thời gian tới tôi nghĩ là dễ tăng đấy, bầu dễ tăng, đấy. cơ bản thì xét với những cái đội trong v 30 thì nói về mặt cơ bản thì thì ở dường như, hầu như cổ nào cũng đẹp, đó, hầu như cổ nào cũng đẹp trong vn 30 xét về mặt cơ bản còn bây giờ vấn đề là điểm mua thôi. Để, điểm mua ông nào mà đu cao thì ông trên ví dụ dòng banh này, các bạn thấy không? Các bạn mua đúng vùng phù hợp thì các bạn vẫn có ăn nhưng mà bạn nào mà đu đỉnh các bạn lại lỗ. Đấy. Ở trong VN30 là đa số là nếu mà đầu tư chỉ có đầu tư theo phân tích kỹ thuật thôi chứ còn cơ bản tôi thấy đa số VN30 đều tốt hết. Các bạn họ bằng các bạn thử đọc, đọc các báo các tài chính của VIX hay là VRE Vinhome thì các bạn phân tích kiểu gì? đúng không phân tích cơ bản của gì đọc thì nó cứ đẹp mỹ mãn tiềm năng thì rất là khủng khiếp nhưng mà cổ phiếu thì lúc thì tăng rất mạnh lúc thì lại cắm mỏ giảm cứ như kiểu là penny rất là khó hiểu cho nên là đối với cổ phiếu trong v 30 thì tốt nhất là phân tích theo định giá và và phân tích kỹ thuật đấy, thì tạo đáy một đáy hai rồi khả năng còn bầu ở thời gian tới rất là dễ sẽ chạy Ngoài ra thì nếu mà xét về gọi yếu tố tháng 7 thì có cả dòng bảo hiểm nó cũng tăng tốt nữa. Đây BVH mà hay tăng này tăng về lại vùng tháng 7. Trong dòng bảo hiểm thì có con MIG ấy, MIG là chiết khấu tương đối sâu. Tất nhiên là về mặt gọi là cơ bản thì các ông này là cũng hơi hơi hơi, hơi đau đầu đấy bởi vì là năm nay thì dính hai quả à, dính dính quả báo Yagi đấy. Quả báo rất là lớn thì thì gây thiệt hại lớn thì những cái đội bảo hiểm thường là không được hưởng lợi đó thì nhưng mà xét về nếu mà đánh theo gọi là phân tích kỹ thuật thì khả năng là cũng sẽ có nhịp hối đó. sẽ có nhịp hối nhưng mà giai đoạn tháng 7 là các bạn nhìn mới cơ tăng rất kinh đó. tăng rất kinh biên của nó cũng 40 50 phần trăm đây từ vùng này 48 phần trăm 50 phần trăm biên 50 phần trăm nó chết khấu về vùng này nghĩa là biên tăng 50 phần trăm đấy Già dạ thì khả năng ông test được 1200 đấy ví dụ những cái cổ phiếu như MG này có thể tăng lên vùng 200. Cơ bản không tốt lắm nhưng mà xét vì gọi là đang yếu tố gọi là chen tháng 7, trên tháng 7. Rất là nhiều cổ phiếu từ tháng 7 bây giờ đang tăng rất tốt đấy, thủy sản dệt may đấy, đều tăng rất tốt. À, công nghệ thủy sản thì các bạn lưu ý nhé điểm mua nhé điểm mua này arv đấy, điểm mua arv về vùng này nhé form này muốn mua đỉnh thôi và đã phá được cái chen giảm mọi người nhé phá chen giảm rồi phá cái đỉnh trung hạn rồi là vượt qua vùng đỉnh trung hạn rồi và form mới có một đỉnh dòng tiền vào rất tốt thế này hoặc là nhá hoặc là bạn nào mà thích thì đây là những đây là cũng giải thích luôn cho mọi người những cái bạn nào mà hỏi nếu mà thị trường giảm mạnh upo thì canh mua những cổ nào thứ nhất là dòng công nghệ thứ hai là thủy sản này thủy sản thì có ANV này đấy bạn canh mua vùng này hoặc là mua dần khi mà là về lấp gap cái vùng mà 17-30 đấy lấp gáp vùng 17-30 mua mua một phần về vùng tích lũy này mua một phần cái form này mới một đỉnh thôi form này mới một đỉnh thôi cho nên thời gian tới mà nó có điều chỉnh thì các bạn cân nhắc các bạn mua nhá không sợ đâu cái form này tôi tôi nếu mà về điểm mua tôi sẽ mua không sợ đâu thì sợ là tích lũy bên trên nữa nhá tích lũy bên trên nó đánh lên luôn cũng trả lấp gáp về cả về vùng tích lũy này đâu một khi lái nó ăn tham nó nó đánh lên luôn à, mưa tất cả các chỉ báo của Lb bây giờ báo mua hết, IDE thì, thì thì form này thì cũng hơi khó tăng nhưng mà, mà cũng dễ tạo cái mẫu hình là uh, vay đầu rồi, thì khả năng là nó về test lại vùng này thì cũng lại đi lên tiếp, IDE test lại vùng này rồi, rồi nó đi lên, nhiều đầu tiên là vượt qua máy 10 là thành công rồi, Đấy, test lại vùng này, xong rồi tạo mẫu hình gọi là uh, đáy sau cao đáy trước để bắt đầu đi lên, IDE thậm chí với trường nhiều trường hợp nhé nhiều trường hợp nó đánh lên luôn cái vùng 9 vùng 10 xong bắt đầu mới test lại hai 20 bước vào sóng tăng nó sẽ như này mọi người nhé vị giống VCI ấy, mọi người khả năng sẽ có khả năng đánh như VCI ví dụ các bạn nhìn VCI đoạn này, này sau khi mà giảm rất sốc rất thốc rồi tăng vụt lên Đấy, nó tăng dựng đứng luôn vượt qua 10 20 và lên gặp vùng khóa cự mạnh đây là vùng này nó còn chả cần phải xử lý cả này nghĩa là thường nhé một cổ phiếu mà bình thường khi mà gặp vùng kháng cự này nó sẽ mất khoảng tầm một vài phiên, đấy, một vài phiên nó xử lý cả Nhưng mà khi mà nó nó gọi gom đủ hàng và quyết lái quyết tâm quánh một phát lên biên trên luôn, lên cái đỉnh trung hạn luôn. Nghĩa là nhiều là tạo lập là muốn 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 vượt qua vùng đỉnh đỉnh lịch sử luôn, đấy, kiểu như vậy thì thì nó đánh theo kiểu gọi là xử lý cản một phát lên luôn, đấy, gom đủ hàng và vượt qua cái vùng kháng cự trước phá mẫu hình đỉnh sáu tuần trước phá luôn nhịp đầu tiên thì bắt đầu lên xử lý đỉnh trung hạn đấy xử lý đỉnh trung hạn thì lúc đó nó mới test lại 10 20 các thứ các kiểu thì xong rồi nó đi lên đấy, thì cái trường hợp gọi là một khi mà vĩ mô thay đổi và, 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 cổ phiếu nó có khả năng về vùng đỉnh cũ thì nó sẽ đánh kiểu như vậy thì bạn chú ý xem IDI nó đánh được như vậy không nếu mà trường hợp nó khỏe nhé trường hợp nó khỏe ví dụ IDI nó khỏe lên hẳn luôn cái vùng 924 luôn nó lên hạ vùng 924 xong đó mới test lại cơ đấy là trường hợp khỏe và cổ phiếu có thể là là, là tạo một cái biên mà tăng lớn à, sóng trung hạn tăng tăng tốt à, thì nó lên hẳn cái chín vùng chín sau đó nó mới test lại form này thì để mà tăng quá mạnh thì của tôi đánh giá không cao nhưng mà nếu mà trường hợp mà nó bước vào một cái chiên tăng mạnh thì nó phải lên chinh phục được vùng chín hai xong bắt đầu nó test lại ví dụ giống như kiểu vci ấy. xong rồi bắt tạo, tạo một cái biên tích lũy bollinger các thứ bắt đầu bo lại các cái yếu tố về mặt phân tích kỹ thuật cho trung hạn nó sẽ đẹp đấy, các bạn nhìn IDI thì các bạn cứ nhìn VCI nhé VCI nó sẽ dễ nhìn hơn Đấy, thì các bạn so sánh cái kiểu của nó đây cũng giảm dựng đứng xuống không? thì khi bật hồi phải nó lên hẳn cái nghĩa là đây nó không cần xử lý cản cái vùng hai tám năm chín mà nó lên hẳn cái vùng 32 luôn đấy tăng dựng đứng một phát lên vùng gần vùng 32 bắt đầu mới xử lý cả Nên bắt đầu tích lũy tạo bollinger này bo lại các thứ vào cái sóng tăng trung hạn thì vượt cả cái vùng đỉnh 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 trung hạ luôn đấy, đấy là VCI mọi người nhé thì các bạn xem thời gian tới xem IDI có đánh được như VCI không đầu tiên là tăng sốc đi gặp 924 rồi bắt đầu vượt qua 120 10 test lại hôm nay phân tích hơi nhiều về yếu tố về phân tích kỹ thuật và những cái cổ phiếu tiềm năng không phân tích nhanh các bạn thông cảm nhé bởi vì là chia sẻ mọi người một chút để cái sóng cuối năm các bạn lưu ý hay một vài cổ phiếu các bạn như của hà đô chẳng hạn cũng rất là dễ sẽ nghĩa là nó dần 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 nó lấy được lại cái xu hướng ấy mọi người nó lấy được lại cái xu hướng thì tôi đánh giá là một cái chen trung hạn rất là dễ sẽ xảy ra đặc biệt hát hà đô này thì có một cái chất tháng tương đối đẹp đấy tương đối đẹp hà đô tháng vừa rồi test 20 này 20 tháng này hai ba tháng test 20 và tháng này mà tháng này tôi đánh giá nếu mà nó lên lại được vùng 30 thì khả năng con này sẽ vào chen cuối năm tháng 11 mà lấy lại được vùng 30 là tháng 12 kiểu dựng tăng tiếp hà đô mà lấy được lại vùng 30 kiểu gì tháng sau tăng tiếp nghĩa lúc đấy nó sẽ có cái phân kỳ dương và cái bộ đến đảo chiếu cho nên hà đô nhá các bạn lưu ý khi mà lấy lại ở cái vùng 30 chú ý rất là dễ sẽ vào chen tăng của hà đô bây giờ 28 45 rồi nó mới lấy lại được cái vùng 30 tới công chuyện của con này mà kết tháng các mọi người kết tháng đánh trên vùng vùng 30 là là khả năng là tháng 12 là tháng tháng chạy tốt của Hà Đô tôi thì tôi cũng hay nhìn sát tháng để xem là trung hạn nó như thế nào ngày trước là hay xem chắc hạn trung hạn chắc tháng để mà mua những cổ phiếu siêu cổ đó ví dụ như ngày trước là thậm chí những cái cổ phiếu mang tính chất đầu cơ rất cao ví dụ như uh, Road rốt hay flc ngày trước nhiều nó đạt đúng phân tích kỹ thuật thì mình cứ chơi thôi chả sợ gì nhưng mà khi mà chủ tịch người ta dính những cái lý lý đến những vấn đề mà gọi là thiên nga đen ấy, bị bắt thì bị bán ấy. hoặc là khi mà định giá quá cao thì mình cứ bán thôi đó. chả biết là cổ đào bây giờ rác của đào bây giờ là tốt cả đùng một cái mà chủ tịch người ta bị làm sao cái là là, là, là cổ phiếu cắm mỏ ngay các, các, bạn thấy cổ phiếu qcg không tự dưng đùng đa cổ phiếu đang bình thường thì cổ chủ tịch người ta bị bị như thế bắt là là, là là cổ phiếu cắm mỏ luôn Đấy, cắm mỏ luôn thì bây giờ lại lấy lại hết tất cả những gì đã mất doanh nghiệp người ta vẫn còn đấy chủ tịch thì mẹ ấy thì con lại lên đấy, kiểu như vậy nói chung đầu trong đầu tư chứng khoán thì cũng không có yêu thích cổ phiếu nào và cũng không ghét cổ phiếu nào nó đúng là đạt cơ hội thì mình tham gia mình mua thôi cái cách đây tầm một hai năm ai nói gì về IAG đâu từ bây giờ khi mà vĩ mô thay đổi người ta làm ăn tích cực tốt thì mọi người lại nói về IAG nó câu chuyện đấy nó phải các bạn phải hiểu cái vấn đề như vậy bỗng dưng doanh nghiệp người ta có một cái thiên thời địa lợi tốt <laughs> thì mình phải chú ý đến cái doanh nghiệp đó thôi Đấy, hôm nay VCG để đầu tư công là bắt đầu dục dịch dục dịch tạo đáy này nâng đáy dần Đấy, gặp đáy trung hạn đến đảo chiều này form này thì cũng chưa tăng chưa 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 vào pha, pha tăng mạnh được nhưng mà nếu mà đầu tư công mà tăng tốt thì VCG dễ là dẫn sóng khi mà tạo đại trung hạn mà ông nào tập đẹp nhất và ông có xu hướng là lưng đáy thì rất là dễ sẽ ông sẽ vào sóng ví dụ những cái cổ khác các bạn thấy tôi thấy đánh giá là dòng đầu tư công nó cứ quanh quanh ở một chỗ rồi mọi bia nó trả bao nhiêu đâu giảm trả bao nhiêu tăng trả bao nhiêu nghe nó đang đợi sóng ấy đang đợi dòng tiền ấy mọi người đương nhiên những cái dòng này nó đang đợi dòng tiền cần một phiên mà gọi là dòng tiền lớn nó vào cái đội này thì bắt đầu nó vào sóng Chứ các bạn thấy ví dụ như cái BLCG nó cứ quanh quanh giảm trả bao nhiêu tặng trả bao nhiêu đấy các bạn mua thì cũng trả lỗ bao nhiêu mà à, lỗ cũng trả bao nhiêu cả lãi trả bao nhiêu lỗ trả bao nhiêu có quanh quanh ở trong một biên nó đợi dòng tiền đợi dòng tiền lớn vào sóng 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 chính đấy, các bạn nhìn cái thế mây của nó vượt qua cái vùng mây xanh này rất là dễ sẽ vào sóng tăng của dòng đầu tư công mà cơ bản thì rất tốt đấy, hơi không cũng, cũng không hiểu tại sao mà dòng này lại khó vào sóng như vậy đợi thôi đợi những tín hiệu về mà phân tích kỹ thuật nó đẹp thì hiện giờ thì bây giờ đang VCG đang có xu hướng là lấy lại xu hướng đầu tiên đấy Chắc giờ bắt đầu đẹp đẹp rồi đấy, có xu hướng là lấy lại xu hướng đấy. xu hướng tích cực đầu tiên của dòng đầu tư công à, nâng đáy đấy một đáy hai rồi ông vượt qua mấy mươi mà cứ tích lũy biên trên mấy mươi dần dần dòng tiền vào một pha break và vào sóng luôn rồi sang dòng thép đi Hôm nay thép cũng khá là tốt Cũng nâng đáy Nhưng mà đẹp nhất là hòa phát Hòa phát là giữ chen này Đấy, Hòa phát giữ chen này Đấy, hình VCB giữ chen Hôm nay dòng tiền vào khá là tốt Tăng 2,59% Tăng đệ tốt nhất trong như Ông Nam Kim Hoa Sen Về mặt cơ bản thì hòa phát cũng tốt So với Nam Kim Hoa Sen Bà có thể hình đẹp Nam Kim thì cũng đẹp Đấy, Mọi người như Nam Kim cũng cầm thôi <laughs> hôm nay bạn có bạn hỏi là em mua Nam kim bây giờ về bờ có lên bán không thì <laughs> cầm thôi đúng không có vi phạm gì đâu mọi người chả vi phạm gì cho xem chat giờ xem nào chắc giờ cũng chả vi phạm gì anh đang đánh trên vài 20 là tốt rồi còn hơn là mấy ông bất động sản có đánh dưới cả mấy mươi cơ Đấy, như nam kim và hòa phát thì, thì, xét về mặt kỹ thuật thì nam kim và hòa phát đang đẹp hơn hoa sen thì mất thời gian xử lý cản mọi người nhé ví dụ như hoa sen mất thời gian xử lý cản vùng 22 21 22, 22 thì khả năng là xử lý xong rồi sẽ bước vào trên tăng của nó rồi tích lũy trên máy mưa như này là khá rất là tích cực rồi <laughs> banh này tv banh hôm nay thì tôi hy vọng là một phiên gọi là sale của những cái cổ phiếu dòng banh về những cái vùng điểm mua <laughs> thật ra tv banh này tôi thích về vùng dưới này cơ về đường hai trăm về vùng này sẽ điểm mua này. điểm mua tiềm năng của tv banh 10 MSB thì về điểm mua rồi mọi người MSB thì về điểm mua rồi Về gần 1200 rồi Đấy, Các bạn lưu ý là vùng này sẽ là vùng điểm mua 1200 nhé Đấy, Vùng này sẽ là vùng điểm mua Có 1-2% nữa là về thôi Đấy, Điểm mua, điểm mua tiềm năng Còn bạn nào không thích banh Chọn những cái cổ phiếu khác đang trên tăng cũng được Tùy Nhưng mà tôi đánh giá nếu mà về vùng này sẽ là vùng điểm mua Như hôm trước có chia sẻ mọi người gọi là Masan Là nó về cái vùng đáy trung hạn này Rất dễ sẽ tạo đáy Đấy. Hôm nay và rút chân pha tăng đảo chiều phần 1,66% Nhà lưu ý Masan khi vượt vùng 74 40 thì bắt đầu là phá được cái gen mẫu hình đỉnh 6 tuần trước xong rồi tạo mẫu hình vai đầu vai ngược đi lên. Các bạn đợi cái đáy hai nâng các bạn vào cũng được. Không nhất thiết phải bắt đúng đáy đâu. Bây giờ thật ra bắt như ngày hôm nay gọi Masan gọi bắt giò đáy và bắt theo hỗ trợ thôi. <laughs> banh thì đa số là đang đánh dưới 70 cho nên là tôi cũng không thích dòng banh lắm chỉ có lần xét về gọi là định giá như cổ phiếu như MSB, TPBank mà về điểm mua thì các bạn cân nhắc các bạn mua được. Về mặt đầu tư chứng khoán gọi là mua thấp bán cao đúng không? thì cổ phiếu mà về vùng định giá hợp lý thì mình mua cũng được. Còn mà ai mà đầu tư theo phân tích kỹ thuật thì các bạn phải đợi những yếu tố về mặt phân tích kỹ thuật các bạn mua. chứ các bạn đừng mua theo định giá. đấy là mỗi phương pháp nó khác nhau như vậy. Các bạn mua theo định giá và về hỗ hỗ trợ mạnh thì các bạn mua dần còn cái, nếu các bạn đợi nó phải đạt những yếu tố như vượt máy 10 làm uh, các yếu tố về macd các thứ thì các bạn phải đợi nâng đáy ít nhất là nâng đáy các bạn đợi đáy hai nâng các bạn vào cũng được đa số dòng banh ở đang phân tích yếu thuật yếu và xấu nha mọi người nhé cho nên là cũng không có khuyến nghị mọi người mạo dòng này <laughs> nếu mà cược thì tôi có khi tôi cược vào dòng chứng khoán còn hay hơn dòng dòng này tôi thấy không sập Đồng này tôi thấy nó không 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 có dấu hiệu sập. Thị trường nó biến động mạnh như vậy mà giảm có 1 2% nữa mọi người. CTS này, FTS này. FTS còn xanh cả điểm cơ mọi người. <laughs> FTS kết phiên còn xanh, có tăng 0,93%. Có khi mấy ông này lờ ngớ ông lại vào sóng. SSS này. Thế cung đảo chiều này. VND này. Nghĩa là tôi tôi có cảm giác là dòng chứng khoán nó nó không giảm quá nhiều so với thị trường chung mà thị trường nó giảm có những thời điểm giảm đến 10 điểm mà dòng chứng khoán tôi thấy cứ chơi chơi này thì có khả năng là về đáy trung hạn nó bắt đầu bật hồi cũng tốt ấy. đấy dự kiến 2025 là cũng lưng nâng hạng mà câu chuyện lưng hạng này. nó muốn thua hôm nay thì dòng chứng khoán nó cũng tương đối phân hóa khi mà FTS tăng BBS đấy, về gần tham chiếu này BBS FTS thì tương đối đẹp ừ, MBS xem nào Hãy cũng rút chân nhưng mà cái nến kiểu rút chân này tôi không thích lắm MBS rút chân kiểu như này chân nó dài quá chân nó ngắn ngắn thôi thì hay chân dài quá thì thường tôi không thích lắm ok hôm nay phân tích vậy đi nhá các bạn muốn hỏi mà à, bất động sản đi bất động sản bất động sản thì tôi đánh giá là tích biên vẫn đang tích biên đang đâng đáy dần tích biên chưa thủng lên xeo vẫn quanh 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 trong cái biên như vậy thôi g, bất động sản thì tôi thấy nó cứ quanh quanh nếu mà úp của khi là nếu mà các bạn thấy mà thị trường nó biến động mạnh khả năng là sẽ rơi vào ba của ba dòng với bất động sản banh chứng khoán nếu nó gãy mà giảm sàn hay gì đấy thì các bạn lưu ý nhé nếu mà một trong ba dòng bất động sản chứng khoán hoặc banh mà nó có xu hướng mà cổ phiếu chính nó giảm sàn ấy, thì tốt nhất là các bạn nên hạ bất tỷ trọng hoặc là bán bớt đó. hoặc là bán hết đi tránh trường hợp nó làm một quả bô hoặc là nhé thật ra cũng lên bán phải bán để cơ cấu sang những cái cổ phiếu mà tôi còn chia sẻ mọi người dòng thủy sản ấy. hay là những cái công nghệ Đấy. những cái dòng đó nó về cái vùng điểm mua thì nó dễ tăng hơn so với những dòng mà nó bị gãy bây giờ các bạn nhìn bất động sản nó tăng tích biên như này DG phát đạt Loverland sale uh, sell nó tích biên như này mà nó gãy một cái cái vùng tích lũy này thì nó vào bước vào một chịp giảm tôi đánh giá là mạnh nếu mà giảm theo kiểu giảm sàn giảm sàn cứng ấy, kiểu như thế thì tôi nghĩ sẽ bước vào nhịp giảm mạnh thậm chí về đáy trung hạn luôn Đấy, thì, thì các bạn lưu ý nó giảm như vậy thì mình sẽ ưu tiên chọn những cái cổ phiếu là mới bứt nền Đấy, ví dụ như thủy, công nghệ này thủy sản thì, thì nó về những cái điểm mua thì mình sẽ tham gia mua sẽ ok hơn thì mình cũng phải bán thôi bán những cái cổ phiếu trong bất động sản mình luôn chuyển sang những cổ phiếu kia còn nếu mà bất động sản chứng khoán và banh mà giữ được cái biên tích lũy mà không bị gãy thì có khả năng là thị trường sẽ tạo đáy vùng này và đi lên nhá yeah, lưu ý như vậy ba dòng đang là mang tính chất rủi ro cao của thị trường đó là bất động sản chứng khoán và dòng banh đều mất mười hai hết rồi đa số mất mười hai hết và phân tích kỹ thuật đang rất là xấu hiện giờ thì có bất động sản khu công nghiệp nhìn còn được này. kbc vẫn đang ổn này các bạn tiếp tục lắm giữ này SSC đến giao cổ rồi BGC được rồi. Đấy, mất đã thời gian xử lý cả rồi. Bgc test 20 là điểm mua. Yeah. Ok hôm nay phân tích vậy đi. Nha các bạn muốn hỏi bạn ảnh nào thì các bạn bình luận xuống phía dưới. Tối sáng ngày mai mình sẽ chào mọi người chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và những cổ phiếu của bạn tăng thật là mạnh mẽ trong ngày mai.